Chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube của tôi. Hoa hậu Lệ Nam em, từ nhan sắc đến xì căng đan, Hoa hậu Lệ Nam em là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt Nam. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, tài năng đa dạng và thành tích ấn tượng trong các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Tuy nhiên, cô cũng không ít lần gặp phải những rắc rối và tranh cãi vì những hành động và phát ngôn của mình. Lệ Nam em sinh năm 1994 tại Tiền Giang. Cô bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nghệ thuật từ năm 2013 khi cô đăng ký dự thi hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, cô không lọt vào vòng chung kết mà chỉ đạt được danh hiệu Á khôi 2 của cuộc thi Hoa khôi Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Sau đó, cô tiếp tục thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp khác như Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015, đoạt ngôi vị cao nhất Hoa hậu trái đất 2016 vào top 8 và hoa hậu thế giới Việt Nam 2022 vào top 10. Ngoài sắc đẹp, Lệ Nam em cũng có tài năng trong ca hát, diễn xuất và người mẫu. Cô đã tham gia vào nhiều chương trình truyền hình, phim ảnh và sân khấu như The Voice Kids 2014, Người đẹp và quái vật 2017, Về nhà đi con 2019 và Người phán xử 2020. Cô cũng đã phát hành một số ca khúc như anh đừng đi, đừng nói yêu tôi, và đừng quên tôi. Tuy nhiên, sự nghiệp của lệ nam em cũng không tránh khỏi những xì căng đan và bê bối. Cô từng bị chỉ trích vì hát nhép, mặc hở, và có những phát ngôn gây sốc. Cô cũng từng bị đồn hẹn hò với nhiều nam nghệ sĩ, như Đàm Vĩnh Hưng, Trường Giang, và Trấn Thành. Gần đây nhất, cô gây xôn xao dư luận khi liên tục livestream trên mạng xã hội về chuyện tình cảm và góc khuất của làng giải trí cô tố cáo nhiều người trong ngành đã lợi dụng lừa đảo và bạo hành cô cô cũng tiết lộ những bí mật động trời về cuộc sống riêng của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng những hành động này của cô đã khiến nhiều người bức xúc lo lắng và hoang mang công an thành phố hồ chí minh đã vào cuộc để xử lý vụ việc theo quy định hoa hậu lệ nam em là một nghệ sĩ đầy tài năng và nhiệt huyết nhưng cũng không ít lần gặp phải những khó khăn và thử thách trong sự nghiệp cô đã từng là niềm tự hào của làng giải trí việt nam nhưng cũng đã từng là tâm điểm của những tranh cãi và chỉ trích cô đã từng là một hoa hậu nhưng cũng đã từng là một xì căng đan cô là ai và cô muốn gì câu trả lời có lẽ chỉ có cô mới biết em là một hoa hậu xinh đẹp được nhiều người ngưỡng mộ và yêu thương em có tài năng và thành công trên nhiều lĩnh vực của nghệ thuật nhưng em cũng có nhiều khổ đau được nhiều người lợi dụng và tổn thương em có những bí mật đen tối, về cuộc sống riêng và làng giải trí. Em đã từng là niềm tự hào, của đất nước và người Việt Nam nhưng em cũng đã từng là si căm đan. Của dư luận và truyền thông, em đã từng là một hoa hậu, nhưng em cũng đã từng là một nạn nhân. Em là ai, và em muốn gì? Câu trả lời có lẽ chỉ có em mới biết. Em đã quyết định lên tiếng, về những chuyện tình cảm và góc khuất. Em đã tố cáo nhiều người, về những hành vi sai trái và bạo hành nhưng em cũng gặp nhiều rắc rối. Vì những hành động và phát ngôn của mình, em đã khiến nhiều người bức xúc. Về những bí mật và lời đồn đại, em đã từng là niềm tự hào của đất nước và người Việt Nam nhưng em cũng đã từng là si căm đan. Của dư luận và truyền thông, em đã từng là một hoa hậu, nhưng em cũng đã từng là một nạn nhân. Em là ai, và em muốn gì? Câu trả lời có lẽ chỉ có em mới biết. Em có lẽ đang cần một lời an ủi một bàn tay nắm chặt và một vòng tay ấm áp. Em có lẽ đang cần một lời khuyên, một người bạn thật lòng và một người thầy khôn ngoan. Em có lẽ đang cần một lời xin lỗi, một lời thú nhận và một lời hứa sẽ thay đổi. Em có lẽ đang cần một lời yêu, một lời nói ra và một lời chứng minh bằng hành động. Em đã từng là niềm tự hào của đất nước và người Việt Nam nhưng em cũng đã từng là si căng đan. Của dư luận và truyền thông, em đã từng là một hoa hậu nhưng em cũng đã từng là một nạn nhân em là ai và em muốn gì câu trả lời có lẽ chỉ có em mới biết em là một dải cỏ xanh mướt mơ ước của bao trái tim đang chờ mong em có tài năng và bản lĩnh trên con đường mà em đã chọn đi nhưng đôi khi em cũng phải đau lòng bị người khác lợi dụng và tổn thương em giấu những nỗi đau sâu thẳm trên con đường phía trước bước chân mình em đã từng là niềm kiêu hãnh của dân tộc và người yêu quý nhưng cũng đã từng là xì căng đan, dư luận và truyền thông dậy sóng, em đã từng là hoa hậu trong ánh sáng, nhưng cũng từng là nỗi đau giấu kín. Em là ai và em ước gì? Câu trả lời chỉ có em mới hiểu rõ, lời thú tội, những góc khuất sâu thẳm, em mở lòng chia sẻ cùng muôn ngàn, những lời yêu thương, những giọt nước mắt, kể từ bên trong giờ đã thấu hiểu, em đã từng là niềm kiêu hãnh của dân tộc và người yêu quý nhưng cũng đã từng là xì căng đan, dư luận và truyền thông dậy sóng, em đã từng là hoa hậu trong ánh sáng, nhưng cũng từng là nỗi đau giấu kín. Em là ai và em ước gì? Câu trả lời chỉ có em mới hiểu rõ. Cảm ơn bạn đã xem video này. Nếu bạn thích nội dung của tôi, hãy nhấn like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi.